Mùa hè nóng bức, tới ngay shop cà phê nhân phẩm.com giải nhiệt. Bão sale mùa hè với cơ hội sở hữu nick rẻ chưa từng có. Mua tài khoản đấu trường chân lý rẻ vô địch chỉ 80k. Xả kho ác liên minh với hàng ngàn tài khoản với giá thanh lý. Không gì là không rẻ với shop cà phê nhân phẩm.com ngay thôi nào. Chào mừng anh em đã quay trở lại với cà phê nhân phẩm. 12.14 cũng cập bến máy chủ Việt Nam được kha khá thời gian rồi. Không biết anh em cầu thủ đã kịp cập nhật những thay đổi trong phiên bản này chưa? Nếu chưa thì anh em có thể vào xem lại video tổng quan thay đổi của chúng mình nhé. Nhìn chung để đánh giá phiên bản này, chúng mình cũng có đôi chút hài lòng với Riot khi mà meta hiện nay được xem là khá linh hoạt, các carry cũng khá đa dạng. Trải dài từ 1 đến 10 vàng, ta đều có thể kể tên các carry với mức giá tương ứng. Thế nhưng lần chỉnh sửa này vẫn có một sai lầm nhỏ khi mà Aurelion Soul, aka Thần Long Thượng Cổ, đang trở nên quá bá đạo so với những anh em của hắn. Thể theo nguyện vọng của anh em, hôm nay chúng mình xin gửi tới một video nhắm thẳng vào tên Thượng Long này. Đây cũng sẽ là vinh dự lớn cho Aurelion Soul khi được dành riêng một video chỉ để kìm hãm sự bá đạo của hắn. Trước khi vào việc, anh em hãy để lại một like, một subscribe cũng như bấm nút chuông nhỏ nhỏ để không bỏ lỡ những thông tin mới nhất về vùng đất rồng nhé. Còn bây giờ, chúng ta cùng bắt đầu thôi. Uầy, đã bao nhiêu lâu rồi bạn chưa ra nét? Chán lắm rồi đúng không? Hiểu được vấn đề đó nên Game Home số 2 Vương Thừa Vũ đã chính thức khai trương 8 giờ sáng ngày 30 tháng 7 với khuyến mãi nhân đôi, x2 mọi tài khoản ngay trong tuần đầu tiên mở cửa luôn đấy. Quả đúng là ngôi nhà thứ hai của mọi game thủ. Chân cho gì nữa mà không lên đường đến ngay Game Home thôi nào. Get go! Aurelion Soul là một trong 7 thần long cổ đại. Ban đầu, tên Thượng Long này có vẻ hơi đuối so với 6 người anh em như Shiyu, Aoshin hay Deja. Thế nhưng chỉ sau 2 update gần nhất khi mà tộc Thượng Long của hắn được bóp rất lớn, kèm theo đó kỹ năng của hắn có sự điều chỉnh về cả mana lẫn sát thương đã giúp hắn thực sự quay trở lại và thống trị meta. Về kỹ năng, chúng mình sẽ bỏ qua những bản trước mà chỉ tập trung vào chỉnh sửa mới nhất thôi nhé. Về cơ bản, Soul sẽ tạo ra một tinh vân cầu phát nổ sau một khoảng thời gian niệm gây sát thương lên một vùng lớn. Sau 15 giây, Soul thăng hoa khiến phạm vi tinh cầu trở nên to hơn và gây sát thương lớn hơn. Dựa theo đấy, có thể nói Soul là một trong các tướng có kỹ năng gây sát thương diện rộng được xem là mạnh nhất hiện nay. Thế nên khi đối đầu với hắn, anh em phải lưu ý vài điểm như sau. Đầu tiên và cũng là tối quan trọng, anh em phải xếp team tách ra một chút. Đặc biệt nếu anh em dùng 2 carry thì nên tách xa nhau hết sức có thể. Lý do là bởi sát thương của Soul đang rất lỗi. Chỉ cần dồn lộn một sao một đồ thôi, mà nếu anh em để hắn kịp thăng hoa thì khả năng bay màu carry bên mình là rất lớn. Xếp tách đội hình ra sẽ giảm thiểu phần nào rủi ro từ những vụ nổ big bang như vậy. Thứ hai, anh em nên ưu tiên những đội hình sốc sát thương mạnh. Theo chúng mình, việc đánh ù lì với tên Thượng Long này là không hợp lý chút nào. Vì một khi vào thời điểm sau 15 giây thì chỉ một lần dùng chiêu thôi là team anh em cũng đủ bay màu rồi. Vì thế anh em nên dùng các team đánh nhanh thắng nhanh, vừa giúp ngắn thời gian combat lại có thể hạ gục bất kể địch, từ đấy hạn chế tên rồng thần này lấy mana từ cơ chế của thuật sĩ. Thứ ba, anh em nên dùng các team có liên quan đến bí ẩn. Dù gì có thêm kháng phép để chống lại tên rồng này cũng là hợp lý đúng không? Và cuối cùng không thể thiếu, đó là anh em nên ưu tiên một vài trang bị tuy cũ mà vẫn rất hiệu quả khi gặp những nhà pháp sư mạnh, đó là vuốt rồng và dây chuyền trục tội. Lưu ý, vuốt rồng khi lắp vào các rồng thần thì lượng kháng phép cộng thêm sẽ là 120%. Anh em có thể tận dụng mẹo này nếu muốn lấy rồng diệt rồng nhé. Và thể theo những lưu ý trong cách khắc chế Aurelion Soul vừa rồi, chúng ta sẽ có những team được xem là khá hiệu quả để đối đầu với hắn. Cùng xem đâu là những cái tên phù hợp nhé. Như bọn mình đề cập ở trên, những team sốc sát thương sẽ rất hiệu quả để chống lại tên Long Thần 10 vàng này. Bởi lẽ khi sốc sát thương, Aurelion Soul sẽ không kịp thời gian để thăng hoa. Thêm vào đấy, việc hạ gục nhanh kẻ địch sẽ làm giảm đơn vị mà tên rồng thuật sĩ này có thể hút mana. Hai đội hình sau đây sẽ là cái tên sáng giá. Sát thủ vẫn luôn là cái tên gây khiếp sợ với những team dùng carry đánh xa. Nói tới sát thủ thì anh em cũng quá quen rồi đúng không? Vẫn là Olaf sát thủ Đồ Long và đồng bọn của hắn thôi. Đây được xem là team công thủ khá toàn diện nhờ tộc hệ Đồ Long mà tên đồ tể này sở hữu. Đồ Long, vâng, chính là đội trưởng đội anti rồng thần của chúng ta. Với cơ chế giảm sát thương từ những đơn vị có hơn 2.200 máu, thêm vào đấy là khả năng gây thêm sát thương lên kẻ địch. Rõ ràng những đồ long của chúng ta đã được trang bị tận răng để có thể đối đầu với tên Thượng Long bành trướng kia. À mà ngoài ra đồ long mới được bóp sát thương mốc 6, thế nên anh em có thể thử đẩy lên mốc cao nhất này xem hội anti rồng có thể đàn áp đến đâu nhé. Ở phía còn lại, sát thủ mặc dù là con ghẻ của Mordok khi không ít lần bị giảm sức mạnh vô duyên vô cớ, thế nhưng công bằng mà nói đây vẫn là tộc hệ có thể chơi được.
Nhắc tới khắc chế mấy tên đánh xa thì còn gì hợp hơn là sát thủ, đúng không anh em? Olaf sát thủ thì chắc là từ đầu mùa tới giờ anh em cũng chơi qua rồi, nên bọn mình sẽ không nói sâu nữa. Đội hình hoàn chỉnh gồm Olaf, Dina, Shen, Quiana, Silas, Orn, Talon, Pike. Sát thương chủ lực là Olaf và Dina. Ngoài ra nếu anh em dư đồ vật lý thì có thể lắp cho Talon cũng được, vì hắn mới được tăng sức mạnh, nên biết đâu được tên sát thủ bốn vàng này lại rùa rùa ăn mạng của sâu thì sao. Nhìn chung hiện nay so với các rồng thần thì Olaf đã mất đi thương hiệu của mình. Nhiều nhà cũng không còn trọng dụng tên đồ tể này nữa. Điều này đồng nghĩa anh em sẽ rơi vào tình huống gọi là lối đi riêng. Lúc này thì việc roll Olaf 3 sao sẽ dễ dàng hơn bao giờ hết. Siphon, tên rồng hắc ám vẫn nổi tiếng với khả năng nhất kích tất sát, cũng sẽ là ứng viên sáng giá có khả năng sốc sát thương. Nếu xếp khéo thì anh em hoàn toàn có thể chứng kiến cảnh Aurelion Soul bay màu chỉ trong nháy mắt. Đối với Siphon, có thể anh em đã nghe qua lối chơi Siphon đấu sĩ trước đây rồi. Thế nhưng với chúng mình, lối chơi này đã không còn quá hữu dụng nữa, bởi việc thêm đấu sĩ, thêm máu sẽ chả giải quyết được vấn đề gì. Thứ anh em cần bây giờ là nhiều sát thương nhất để team của ta tiếp cận tên rồng sâu càng nhanh càng tốt. Vì vậy, chúng mình cho là anh em nên chơi theo hướng Elise, Siphon, Ám Long sẽ là hợp lý nhất. Bởi nếu không hạ gục được tên rồng kia thì vẫn có thể giành vé vào top 4 nhờ sức mạnh từ nàng nhện. Đội hình hoàn chỉnh gồm Elise, Siphon, Taric, Thresh, Silas, Nico, Soraka. Sát thương chủ lực là Siphon và Elise. Còn nếu Pai ra sớm hay anh em không đẩy được Elise lên 3 sao hay thiếu các mảnh cung, anh em có thể thay Pai vào làm nhiệm vụ gánh team cùng Siphon. Đội hình chúng ta khi đấy sẽ có điều chỉnh với Thresh, Silas, Illaoi, Quiana, Pike, Orn và Siphon. Ở cả hai phiên bản đội hình, nếu lên được 9, anh em nên kẹp thêm bot. Ông bùn này vừa có hiệu ứng khống chế, giúp làm chậm tốc độ ra chiêu của Soul, lại còn đặt thêm hiệu ứng bất lợi, nhận thêm sát thương cho địch. Và vì Siphon cũng là bộ bài lâu rồi ít ai chơi, nên khả năng anh em bị tranh bài là rất thấp nhá. Nếu cảm thấy Siphon có thể lên 3 sao, anh em nên theo ngay nhằm tăng cơ hội chiến thắng. Như bọn mình đã nói, đối đầu với mấy tên gây sát thương phép, còn gì tuyệt hơn là dùng những tộc hệ khắc chế chúng. Một trong số đấy chính là bí ẩn. Nhắc tới bí ẩn, có thể anh em sẽ thắc mắc liệu pháp sư bí ẩn có chọi được Aurelion Soul không? Câu trả lời là không. Lý do bởi pháp sư là đội hình thiên về đánh lâu dài, vì Ryze cũng cần thời gian để khỏe giống Soul vậy. Cơ mà về sau đọ sát thương thì Ryze 10, may ra mới ăn được Soul. Đội hình có liên quan tới bí ẩn bọn mình đánh giá cao nhất chính là Shiyu, Ngọc Long, bí ẩn. Nàng rồng bậc 4 này lại vừa hay mới được bóp cùng Ngọc Long thì chả dạy gì mà chúng ta không chơi, được không anh em? Điểm đặc biệt của Shiyu là cô có khả năng gây sát thương chuẩn kèm theo hiệu ứng giảm sát thương nhận vào và miễn nhiễm khống chế. Thế nên anh em đủ hiểu khả năng đánh bay hàng tranh của cô là mạnh mẽ tới mức nào. Và sau đấy khi Shi tiếp cận được Soul thì chắc chắn rồi, Soul sẽ chẳng có cửa với một con quái vật full stack cuồng đao. Đội hình hoàn chỉnh của chúng ta gồm Gna, Nico, Lulu, Anivia, Shiyu, Bot, Yasuo. Sát thương chủ lực sẽ là Shiyu và Anivia. Lên 9 anh em có thể kẹp thêm Nami để đẩy bí ẩn lên mốc cao nhất. Tuy nhiên, có một điểm yếu khá lớn của team này, đó là các tượng ngọc. Xếp chung thì sẽ dính chiêu của Soul, mà xếp tách thì lại không khỏe. Thế nên anh em cần cân nhắc, check bài cho kỹ để tránh tình trạng không gặp Soul mà lại xếp tách ra dẫn đến thua tức tưởi nhé. Những đội hình bọn mình kể trên được xem là khả thi nhất để ăn được Soul hiện nay. Thế nhưng chúng vẫn sẽ có những điểm yếu, đó là đòi hỏi người chơi có kỹ năng xếp bài rất tốt. Bởi lẽ chỉ cần carry của chúng ta nhắm sai mục tiêu, chẳng hạn như lao vào oánh con Illaoi 3 sao thôi, thì khả năng thua round đấy sẽ là rất cao. Chính vì thế anh em có thể hướng tới một giải pháp khác, đó là bắt nhốt Soul. Vì là đơn vị có giá tới 10 vàng, nên việc bắt và nhốt tướng sẽ làm đối phương gặp rất nhiều khó khăn. Bởi lẽ khi lên 9, anh em thường sẽ có lượng vàng rất ít. Một tướng 10 vàng tức là cần tới 30 vàng mới lên được 2 sao, đó là còn chưa kể không roll ra được nữa. Đấy là chúng mình đang nói đến những người chơi bình thường nhá. Còn ông nào mà Aurelion Soul 2 sao cấp 8 thì bạn là nhất bạn rồi. Mặc dù nghe có vẻ hơi không fair play cho lắm, nhưng mà biết sao được, ai bảo rác quá làm chi, được không anh em? Aurelion Soul 1 sao thì anh em còn ăn được, chứ một khi đã 2 sao thì cơ hội chiến thắng của mình chỉ còn có 20-30% thôi. Việc bắt và nhốt tướng sẽ làm đối phương bị trì hoãn thời gian lên 2 sao, từ đấy tạo ra các lỗ hổng, có thể là anh em sẽ đép máu tốt hơn, hoặc có khi còn giành phần thắng luôn trước hắn không chừng. Tuy nhiên anh em chỉ nên bắt tướng khi mà tài chính của anh em cho phép. Trước bài đấu của mình còn chưa up xong, tướng carry còn 1 sao mà đã bắt tướng của người khác, thì lúc chết đừng có bảo oán thán nhá.
Ngoài ra, bên cạnh hai trang bị bộ binh nhắc lúc đầu là dây chuyền trục tội và vuốt rồng, vẫn còn hai món được coi là đột biến, nhất là khi rơi vào tay những cao thủ thách đấu. Không gì khác chính là máy chiếu và gậy lốc. Trên thực tế, máy chiếu không có quá nhiều tác dụng với Zhou khi mana tổng của hắn chỉ là 60. Thế nhưng việc tăng mana của đồng minh bên cạnh hắn đồng nghĩa với việc anh em sẽ bớt được vài hiệu ứng bất lợi cũng như hiệu ứng hút mana từ thuật sĩ. Gậy lốc thì cần nhiều kỹ năng trách bài hơn. Lốc trúng rồng, anh em sẽ đỡ được một hay hai vụ nổ để tăng cơ hội chiến thắng. Ngoài ra, bài đấu dùng Sol hầu như chỉ có Illaoi hoặc Silas là tanker. Thế nên anh em cũng có thể cân nhắc lốc trúng lên luôn cũng được. Và đó là tất cả những cách mà chúng mình nghĩ rằng khả thi nhất để chống lại tên Thượng Long 10 vàng. À đâu, vẫn có một cách nữa. Đó là anh em xin 1 triệu chữ ký để ông chú Mogdog fix hắn ta gấp. Bọn mình chỉ đùa thôi, nhưng mà thực sự hắn ta nên bị giảm sức mạnh trong lần tới thật. Nếu anh em thấy video này hay và hữu ích, đừng quên để lại một like, một share, một subscribe cũng như là bình luận bây giờ nhé. Biết đâu anh em còn cách nào khác hay hơn để khắc chế hắn thì sao? Chúc anh em có những giờ phút vui vẻ và không còn quá cay cú khi gặp phải bãi rác sâu này nữa nhé. Xin chào và hẹn gặp lại anh em!